Ấn Độ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 85 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc tăng mua doanh nghiệp Việt, Singapore đầu tư vốn kỷ lục. Hàng không dự tính mở lại bay quốc tế vào tháng 9-10 năm nay. Nguy cơ thiếu điện, EVN phải mua thêm điện từ Lào. Thu hồi giấy phép, phạt 31,5 triệu đồng quán karaoke mở cửa mùa dịch. Hết thời giá rẻ, cô hoàng đế tăng giá cao chót vót. Công nhân chật vật xoay sở giữa dịch. Quý vị đang theo dõi mục điểm tin kinh tế xã hội ngày 29 tháng 6 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm khôi phục nền kinh tế bị chao đảo do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 28 tháng 6 đã công bố gói các biện pháp trị giá 6.300 tỷ rupee, gần 85 tỷ đô la Mỹ dành cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề do làn sóng dịch thứ hai, trong đó tập trung vào y tế và doanh nghiệp, du lịch. Chia sẻ chi tiết về gói kích thích kinh tế, bà Sitharaman cho biết gói này bao gồm 8 biện pháp cứu trợ và 8 biện pháp khác để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, chính phủ Ấn Độ sẽ chi khoảng 500 tỷ rupee để tăng cường cơ sở hạ tầng y tế ở những thành phố cấp 2 và cấp 3 và hơn 230 tỷ rupee cho hệ thống y tế công liên quan đến điều trị COVID-19 cũng như chăm sóc trẻ em. Chính phủ cũng nâng trần giới hạn của chương trình bảo lãnh tín dụng khẩn cấp để hỗ trợ khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đang đối mặt với tình trạng suy giảm thanh khoản. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cung cấp các khoản vay cho những người vay quy mô nhỏ thông qua các tổ chức tài chính vi mô. Theo chương trình này, cá nhân được vay tối đa gần 1.700 đô la Mỹ với lãi suất 2% và thời hạn vay 3 năm. Ngoài ra, nước này cũng sẽ khởi động chương trình phục hồi du lịch. Theo đó, chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính cho hơn 11.000 hướng dẫn viên du lịch, các tổ chức trong ngành du lịch và lữ hành. Các tổ chức này sẽ nhận được khoản vay tối đa 13.500 đô la Mỹ. Ấn Độ cũng sẽ cấp thị thực du lịch miễn phí cho 500.000 du khách. Thời hạn của chương trình là ngày 31 tháng 3 năm 2022 hoặc cho đến khi đủ 500.000 du khách được cấp thị thực miễn phí. Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, gói các biện pháp vừa được Bộ trưởng Tài chính công bố sẽ giúp kích thích kinh tế, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu cũng như tạo công ăn việc làm. Chuyển sang tin tức kinh tế trong nước. Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài của nhiều quốc gia vào Việt Nam đang thay đổi. Trong đó, vốn của Singapore tăng mạnh hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ, bình quân mỗi dự án cấp mới đạt mức đầu tư vốn kỷ lục với hơn 1.000 tỷ đồng. 6 tháng qua, Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong danh sách. Các nhà đầu tư Nhật Bản, Singapore cũng tăng cường đầu tư và mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp Việt. Trong tháng 6 qua, Hàn Quốc và Singapore đầu tư nhiều vốn nhất, trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục gia tăng đầu tư và mua bán lại cổ phần doanh nghiệp Việt. Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trung bình mỗi dự án mua bán cổ phần doanh nghiệp Việt, các nhà đầu tư Nhật Bản chi khoảng 50 tỷ đồng, các nhà đầu tư Hồng Kông là 23 tỷ đồng, Đài Loan hơn 19 tỷ đồng, Hàn Quốc hơn 15 tỷ đồng, còn Trung Quốc chỉ 8,5 tỷ đồng. Số vốn bình quân trên mỗi dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc cho thấy họ đang tập trung vào các doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ, đầu tư số lượng là chính nhằm tìm hiểu thị trường. Những năm trước đây, vốn Trung Quốc và Việt Nam khá ít ỏi, chỉ 2-3 năm trở lại đây, đầu tư của nước này vào Việt Nam mới tăng lên. Trong đó, các ngành nghề như điện, điện tử, may mặc, giày dép, chế biến gỗ và giấy đang chiếm đa số các dự án cấp mới. Ngoài đầu tư trực tiếp, các doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường mua bán các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp cỡ nhỏ tại Việt Nam, trong đó nhiều nhất là cung ứng bán lẻ, thực phẩm, dược và chế biến thực phẩm. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, lũy kế đến tháng 6, Hàn Quốc là nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam với 72 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư tại hơn 9.100 dự án. Nhật Bản đứng thứ hai khi đầu tư 63 tỷ đô la Mỹ với hơn 4.000 dự án. Singapore rót 62 tỷ đô la Mỹ với hơn 2.700 dự án. Riêng Trung Quốc, số vốn tính đến hiện tại là hơn 19,7 tỷ đô la Mỹ với hơn 3.200 dự án. Về số dự án đầu tư, bao gồm cả dự án mua cổ phần doanh nghiệp Việt, Trung Quốc đứng thứ 3, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản. Thưa quý vị, trong báo cáo mới nhất gửi Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, năm 2020 là quãng thời gian đầy thách thức với ngành hàng không do dịch bệnh COVID-19. Năm 2020, ngành hàng không thế giới ước tính giảm 60% lượng khách vận chuyển, tương ứng khoảng gần 2,9 tỷ lượt hành khách với doanh thu thâm hụt 327 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất là 107 tỷ đô la Mỹ, chưa bằng 1/3 so với doanh thu năm 2019.
Với hàng không Việt Nam, lệnh hạn chế bay, giãn cách, cách ly xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã khiến nhiều đường bay quốc tế phải dừng khai thác. Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, số lượng khách quốc tế vào Việt Nam năm 2020 đạt 3,6 triệu người, tập trung chủ yếu vào 3 tháng đầu năm 2020. Về tổng thể, sản lượng vận chuyển hành khách năm 2020 giảm 54,1% so với năm 2019. Bước qua năm 2021, với hai đợt dịch bùng phát mạnh vào đúng thời điểm bắt đầu giai đoạn cao điểm nội địa là Tết Nguyên đán và nghỉ hè từ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Đặc biệt từ ngày 31 tháng 5 vừa qua, khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, hoạt động vận chuyển hành khách nội địa bằng đường hàng không đã sụt giảm nghiêm trọng. Cục Hàng không cho rằng, các đánh giá, dự báo tình hình vận tải hàng không năm nay sẽ cải thiện so với năm ngoái, đặc biệt vào nửa cuối năm nay, khi việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 được đẩy nhanh tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Đồng thời, tại nhiều thị trường trọng điểm của hàng không Việt Nam như Đông Bắc Á, châu Âu sẽ đủ điều kiện tạo miễn dịch cộng đồng, làm cơ sở từng bước mở lại hoạt động vận chuyển hàng không quốc tế vào cuối quý 3, đầu quý 4 năm 2021. Với những đánh giá này, dự báo thị trường hàng không Việt Nam sẽ bắt đầu phục hồi từ giữa quý 3 năm nay, với sản lượng thông qua các sân bay của Việt Nam năm nay ước đạt trên 70 triệu hành khách. Trước nguy cơ thiếu điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa ký hợp đồng mua bán điện với hàng loạt chủ đầu tư nhà máy thủy điện tại Lào. Cụ thể, hợp đồng đã được ký giữa EVN với tập đoàn Phong Sáp Cavi về việc phát triển cụm dự án thủy điện Nậm Nhang, bao gồm các nhà máy thủy điện Nậm Mô 2, Nậm Tài, Nậm Sáp, Nậm Sao, Nậm Trao với công suất 84 MW, dự kiến bán điện về Việt Nam từ năm 2024-2025. Một hợp đồng mua điện khác, dự án nhiệt điện than Nậm Phan với công suất 300 MW của tập đoàn Phong Suất Tavi cũng vừa được ký kết, dự kiến bán điện về Việt Nam từ năm 2025. Đồng thời, EVN cũng đã trao đổi hợp đồng mua bán điện với công ty Công Suất Hydro Development Nam Niên 1 và Nam Niên 3 về việc phát triển dự án thủy điện Nam Niên 1 với công suất 124 MW. Dự kiến bán điện về Việt Nam năm 2024-2025. Như vậy, tính đến năm 2025, EVN sẽ mua thêm 508 MW điện từ các dự án thủy điện và nhiệt điện của Lào. Tiếp nối là một số tin tức xã hội cập nhật. Ngày 29 tháng 6, thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước cho hay đã ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke 179, ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành vì không thực hiện quy định phòng chống dịch COVID-19. Huyện Chơn Thành cũng ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở karaoke trên với số tiền 31,5 triệu đồng. Trước đó khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 6, Công an huyện Chơn Thành phối hợp Công an xã Minh Hưng bất ngờ đột kích quán karaoke 179. Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 10 đối tượng thanh niên gồm 6 nam, 4 nữ đang thác loạn trong tiếng nhạc kích động ầm ầm. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên bàn có một số vật dụng để sử dụng chất tinh thể màu trắng, nghi là chất cấm ma túy. Qua test nhanh, cơ quan công an xác định có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Thưa quý vị, không còn mức giá rẻ như năm 2020, thời gian này, cua Hoàng đế nhập khẩu giá tăng mạnh, lên mức 2 đến 2,9 triệu đồng 1 kg. Theo đó, thời điểm trước khi có dịch COVID-19, giá cua Hoàng đế Alaska loại đang bơi có giá 1,9 đến 2,3 triệu đồng 1 kg đã giảm xuống còn 1,2 đến 1,5 triệu đồng 1 kg. Giá cua ngộp yếu, cua bị rụng càng giảm còn dưới 750.000 đến 900.000 đồng 1 kg. Các chủ hàng cho biết, do giá cua siêu rẻ, người dân ồ ạt mua về ăn nên năm vừa qua, lượng cua tiêu thụ tăng khá mạnh. Có những chuỗi cửa hàng hải sản nhập khẩu chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày đã tiêu thụ hết vài tấn cua. Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, quản lý một cửa hàng hải sản cao cấp ở Minh Khai, Hà Nội nói, khoảng 2 tháng trở lại đây, cua Hoàng đế hết thời giá siêu rẻ. Mặt hàng này bắt đầu tăng giá đột ngột lên mức cao hơn cả trước khi có dịch COVID-19. Anh cho biết, năm ngoái các nước bị ảnh hưởng dịch bệnh nên chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Chuỗi nhà hàng, khách sạn ở nhiều nước đóng cửa khiến mặt hàng này khó tiêu thụ, đổ về Việt Nam với giá rẻ. Còn bây giờ, dịch bệnh trên thế giới dần được kiểm soát, hoạt động kinh doanh buôn bán được mở cửa trở lại, kéo theo nhu cầu cua Hoàng đế tăng cao, giá cả vì thế cũng phục hồi. Đây là một phần lý do khiến giá loại hải sản nhà giàu này thời gian gần đây tăng mạnh. Cụ thể, cuối năm 2020, giá cua Hoàng đế Alaska loại đang bơi trọng lượng từ 2,5 đến 5 kg một con tại cửa hàng Anh Tuấn được bán với giá 1,3 triệu đồng 1 kg, nay đã tăng lên 2,3 triệu đồng 1 kg. Với những con cua bị gãy một hoặc hai càng, giá khoảng 1,8 triệu đồng 1 kg. Theo anh Tuấn, giá tăng cao nên lượng người mua ăn cũng ít hơn. Từ con số 3 đến 4 tấn cua tiêu thụ mỗi tháng vào năm 2020, nay cửa hàng Anh chỉ bán được 1 đến 1,5 tấn một tháng.
Chị Trần Thị Ngọc Dung, chủ cửa hàng hải sản nhập khẩu ở Đường Láng, Hà Nội cũng thừa nhận dịp này giá cua Hoàng đế tăng mạnh. Với mức từ 1,3 đến 2,9 triệu đồng 1 kg, giá cua Hoàng đế hiện tăng gần gấp đôi so với mức giá năm 2020, chị chia sẻ. Chị nói, ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thời gian qua nhà hàng chỉ bán mang về, cộng với giá cua đắt đỏ hơn trước rất nhiều nên người dân ít ăn hơn. Như tháng này, lượng cua tiêu thụ chưa đến 1 tấn, bằng 1/3 lượng tiêu thụ so với năm ngoái. Chị Lê Thị Thanh Hương ở Hoàng Văn Thái, Hà Nội chia sẻ, năm ngoái, những đợt cua Hoàng đế giảm giá, hầu như tuần nào gia đình chị cũng mua về ăn. Song 3 tháng gần đây, số lần chị mua chỉ đếm trên đầu ngón tay vì giá tăng quá cao. Trên thị trường hiện nay, cua Hoàng đế là mặt hàng hải sản nhập khẩu được bán phổ biến tại các siêu thị lớn, cửa hàng hải sản hay trên chợ mạng. Tuy nhiên, các chủ hàng đều thừa nhận giá loại cua khổng lồ này đang tăng mạnh lên mức 2 đến 2,5 triệu đồng 1 kg, thậm chí có nơi bán tới 3 triệu đồng 1 kg cho loại cua đang bơi. Giới buôn bán cua Hoàng đế ở Hà Nội cũng cho biết, mùa đánh bắt của cua Hoàng đế Alaska rơi vào mùa thu đông, thường bắt đầu từ tháng 10. Và mùa này, cua đã đạt đến độ trưởng thành nhất định, chắc thịt, có vị ngọt thanh khiết. Không những chất lượng cua tăng cao mà giá thành cũng giảm đáng kể vì sản lượng cua thu hoạch được nhiều hơn những mùa còn lại. Còn những tháng hè cũng có cua Hoàng đế nhưng sản lượng đánh bắt rất ít vì đây không phải sản vụ chính. Thưa quý vị, những ngày Sài Gòn phong tỏa để phòng dịch, có biết bao nhiêu mảnh đời vốn đã khó khăn nay lại càng phải gồng gánh vì thiếu thu nhập, sinh hoạt bị đảo lộn. Và câu chuyện về những công nhân dưới đây là một câu chuyện như thế. Đang lo vì giá rau củ tăng gấp đôi, chị Bích Ngọc, 35 tuổi, công nhân công ty giày Thượng Đình, huyện Hóc Môn, Sài Gòn lại nhận tin chồng mất việc. Chồng chị Ngọc là anh Dương Văn Thanh, là công nhân bảo trì của xưởng sản xuất công ty Dinsen Việt Nam, đóng ở quận Tân Phú. Gần năm nay, sau giờ làm, anh tranh thủ chạy xe ôm công nghệ, mỗi tối kiếm hơn 100.000 đồng. Nhưng từ khi dịch bùng phát mạnh, anh xách xe chạy cả buổi chẳng được quốc nào. Hơn tháng qua, nhà máy chuyển về Long An, bởi không thể theo được vì quãng đường quá xa nên năm công nhân xin nghỉ việc. Chị Ngọc cho hay, trước đây tổng lương mỗi tháng của vợ chồng được hơn chục triệu đồng. Để thêm tiền trang trải chi phí học hành của hai đứa con, tiền trọ, đi lại ăn uống, chồng chạy xe ôm kiếm thêm, còn chị bán thêm ít trứng gà, cá viên chiên cho những người chung xóm trọ, đồng nghiệp công ty. Từ hôm Sài Gòn bùng phát dịch, việc buôn bán của chị Ngọc không còn thuận lợi. Tuần vừa rồi, chị dừng hẳn do nguồn hàng bị đứt, chợ đầu mối tạm đóng cửa phòng dịch. Để cầm cự, cả nhà phải tiết kiệm tối đa bởi khi chồng mất việc, gia đình chỉ còn trông vào tiền lương mỗi tháng 5 triệu đồng của chị. Chị nói, cha mẹ ăn ít lại nhường cho hai con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nữ công nhân cho biết thêm khi nghe thông tin thành phố dẹp chợ tự phát, chị tranh thủ mua ít bí, bắp cải, khô cá để dành ăn dần. Cuối tuần vừa rồi, chị muốn cải thiện bữa ăn cho cả nhà, mua ít xương heo, cà rốt, củ cải về hầm mà hết gần 100.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ mất chừng 50.000 đồng. Đến một số nhà máy xin việc nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, anh Thanh nói sẽ làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp để thêm ít đồng phụ vợ đi chợ, sau đó đăng ký chạy giao hàng. Anh cho biết chỉ mong mỗi ngày kiếm thêm được chừng 100.000 đồng, gom cuối tháng đủ trả nợ mua xe còn thiếu. Cách phòng trọ của gia đình chị Ngọc mấy bước chân, bà Lê Thị Tuyết, 54 tuổi, vừa nhận thông báo của nhà máy tiếp tục nghỉ thêm 2 tuần do dịch diễn biến phức tạp. Bà Tuyết phụ trách bếp cho công ty giày da ở huyện Hóc Môn. Tháng trước, một nửa nhà máy phải nghỉ làm để bảo đảm giãn cách, số còn lại được công ty hỗ trợ tiền cơm và ăn uống tại nhà nên bộ phận bếp tạm nghỉ. Bà Tuyết được công ty nhận vào làm việc với lương mỗi tháng 5 triệu đồng. Do không được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm nên khi nghỉ việc bà không nhận hỗ trợ từ nhà máy. Hơn tháng qua, chi tiêu của hai mẹ con trên thành phố và người chồng ở quê trông cả vào tiền lương mỗi tháng hơn 5 triệu đồng của con gái. Lên Sài Gòn khi đã ngoài 50 tuổi, người phụ nữ quê An Giang kể trước kia có tiệm ăn nhỏ chuyên phục vụ đội bốc vác ở cảng Tân Châu. Nhưng mấy năm gần đây, thanh niên kéo nhau lên thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương làm công nhân, quầy hàng của bà ế ẩm. Bán ngày càng lỗ, bà dẹp tiệm lên thành phố làm thuê với con gái. Lên đây chưa đầy 5 năm mà dính mấy đợt dịch, cực ngang ở quê, nghỉ việc không có tiền mà cái gì cũng đắt. Từ hôm chợ cóc bị dẹp, nhiều người lợi dụng tăng giá, đi mua nắm rau, con cá khô thôi mà hết mớ tiền. Bà Tuyết liệt kê bó rau muống trước dịch chỉ 5.000 đồng, giờ lên giá gấp đôi. 1 kg bắp cải trắng 40.000 đồng, trong khi mới mấy hôm trước chỉ vài ngàn đồng. Bà Tuyết nói, nếu dịch còn kéo dài, công ty cho nghỉ việc lâu, tôi sẽ chuyển sang bán đồ ăn sáng, trước mắt giao tận nhà cho các phòng trọ xung quanh. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 1,6 triệu công nhân và lao động. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Lê Minh Tấn cho hay, đợt dịch thứ tư kéo dài hơn các lần trước khiến nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ không trụ lại được. Thống kê có khoảng 50.000 đến 60.000 lao động mất việc làm sau những đợt giãn cách.
công nhân mất sinh kế, không có tiền dự trữ nên rất khó khăn. Thông tin từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 ngày từ 18 đến 24 tháng 6, có gần 20.000 lao động phải tạm nghỉ việc vì dịch. Trong đó, gần 500 người là F0, gần 5.000 F1 và 13.000 người phải cách ly tại nhà. Mới đây, thành phố đã thông qua gói gần 900 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Thưa quý vị, bản tin kinh tế xã hội chiều 29 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.